Đang viết xin chào các bạn. Sau đây đang viết xin giới thiệu các bạn bộ cần câu lục, cần spin one 4m2 và máy chip Ford 4000 của Daiwa. Cần spin one độ cứng 35, chiều dài 4m2, Indo sản xuất các bạn nhé. Nhìn tiếp đến là máy Daiwa. Daiwa Việt Nam sản xuất các bạn nhé. Và kim sinh linh. Cước pan 150m. Và Shimago sản xuất các bạn. Tiếp đến là tứ. Tứ 8. Xoay thấp. Đây thì tứ và đây cũng tứ xoài cao, thứ 9 xoài cao đây. Và một bộ lục 8 dùng câu đầu cần tứ 9 nha các bạn, có thể câu xa tầm khoảng 30m được, nước vừa phải không sâu quá. Khuyên cần tiếp đến là lục mồi là câu lục do Hải Đăng Phát Sinh sản xuất. Hải Đăng à. Và phao bầu này là bầu 26 gọi nhé, Trần Đồng, cần được lưỡi 10 đến lưỡi 8 các bạn. Tiếp đến là đây là chì dùng để cân này, và lưỡi pin. Pin các bạn này dùng để câu đêm và phao câu lục. Phao câu đêm á. Phao câu lục đầu cần, chống cần. Hạt chặn. Đây có tiếp đến đây là khóa linh. Quay tổng thể lại cho các bạn xem. Vừa rồi Hải Đăng Phát Sinh đã giới thiệu các bạn bộ cần câu lục. Hải Đăng Phát Sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo của Hải Đăng Phát Sinh.